Hello quý vị và các bạn. Các bạn có khỏe không? Ngày hôm nay mình sẽ review cho quý vị và các bạn một cái vườn ớt. Thì đây là cái vườn ớt mà của bản thân anh em Funo trực tiếp chăm bẩm nó từ nhỏ cho tới lớn ha. Đó thì đúng như với cái tinh thần của Funo Farm, đó là làm gì nói đó và luôn luôn có cái tinh thần là cầu thị. Đó thì cái cách tốt nhất để mình có thể là nắm bắt được cái quy trình để mà đi tư vấn tốt, đó là gì, mình trực tiếp mình làm ha. Thì cái vườn của mình thì nó cũng bình thường thôi chứ nó cũng không có gì đó là đặc biệt cả. Tuy nhiên thì nó muốn chứng minh một cái điều là mình để canh tác một cái cây ớt chuông mà tối ưu hóa được cái quy trình nó đơn giản ha. Thì là mình chỉ cần sử dụng một số cái sản phẩm và do đội ngũ anh em Funo phát triển ha. Đó thì như mọi người thấy ở đây là cái trái này ha, trái đó, khả năng đậu trái và có cái sự cân bằng giữa phát triển nuôi trái và phát triển đọt đó. Đây. Ok đó. Thì một số anh em bảo là đây là cái hiện tượng mà ớt hai da ha. Thì là nó chứng tỏ rằng là gì, cây nó hấp thu cái canxi rất là tốt. Thì những cái trái ớt mà như thế này thì cùi rất là dày ha. Mình gọi thế rất là nặng luôn đó. Thì để cho cái quá trình mà hấp thu canxi tốt đó, thì yêu cầu là cái bộ rễ nó phải rất là tốt thì nó mới hấp thu cái canxi tốt được. Đó thì đây là cái vườn mà mình sử dụng cái áp dụng cái quy trình đó là Cito for Farmer ha, xuyên suốt từ đầu vụ cho đến cuối vụ luôn đó. Mọi người thấy là cái trái nó rất là chắc luôn ha, đó, khả năng hấp thu canxi tốt đó. Và khi mà bộ rễ tốt đó, thì nó vừa vừa nuôi trái và có thể là phát triển được đọt đó, và nó hạn chế cái quá trình là đứt tầng ha. Đó đây. Đó, đây rất là ok ha. Đó rồi. Đó, và để cho mọi người có một cái việc canh tác nó đơn giản hơn trên, đặc biệt đó là trên cái môi trường giá thể đó, thì mình sẽ đưa các bạn xem đó là cái quy trình mà mình đang sử dụng nó như thế nào ha. Rồi ok, mình quay trở lại cái chậm phân. Đây. Đấy. Đấy. À. Thì đối với cái quy trình canh tác của cây ớt chuông ở trên giá thể thì hiện tại thì là mình đang sử dụng đúng 3 sản phẩm thôi. Chỉ có 3 sản phẩm đó. Thì đầu tiên đó là cái sản phẩm Cytovita Swiss Pepper ha. Đó thì là cái tên tiếng Anh cho nên nó là hơi khó nhớ, cho nên mình đã dùng nó một cái tên dân dã, đó là lẩu ớt ha. Đó thì nó có cái thành phần đó là NPK là 7 đạm ha. 7 đạm, 10 lân, 30 kali, 8 magie và 5 lưu huỳnh. Cùng với đó đó là nó có cái hàm lượng đó là vi lượng từ cái che lát ha. Đặc biệt đó là sắt ở đây, 100% đó là che lát sắt 6% EDDHA. Đó. Một cái đặc điểm nữa đối với tất cả những cái sản phẩm mà mình sử dụng được trên môi trường giá thể, đó là cái nguồn đạm. Đó, cái nguồn đạm nó bắt buộc là không có được có chứa cái đạm ure ha. Đó. Và như cụ thể ở đây thì là sản phẩm này chứa 100% là đạm, nguồn đạm là nitrat. Đó. Thì với cái sản phẩm này thì chúng ta có thể đáp ứng được cái nhu cầu về cái yếu tố đầu tiên đó là lân ha. Rồi cái yếu tố thứ hai đó là cái vi lượng. Đó. Ngoài ra thì cái magie và cái lưu huỳnh nó cũng đáp ứng được luôn. Đó. Và tuy nhiên thì để mà hoàn thiện một cái quy trình dinh dưỡng đầy đủ cho cây tùy vào cái thời điểm mà phát triển. Đó. Ví dụ như giai đoạn cây con thì nó cần cái lân nó nhiều hơn. Đó chẳng hạn. Và tới cái giai đoạn mà nuôi trái hoặc là trái chín thì nó cần cái kali nhiều hơn.
đó, thì mình sẽ dùng thêm các cái sản phẩm kali nitrat ha. Như cụ thể ở đây là một cái sản phẩm kali nitrat của Haifa đây, hoặc là mình cũng có thể dùng cái sản phẩm của Yara như đằng kia đó. Rồi đó thì và một trong những cái sản phẩm nữa không thể thiếu đó là những cái dòng mà canxi nitrat ha. Cụ thể ở đây là mình lựa chọn cái dòng sản phẩm là CanSinic của Yara ha. Đó. Ok. Vậy thì mình sẽ pha như thế nào á? Như quý vị thấy rằng là ở đây là mình sẽ có là hai cái thùng phân. Đó. Tạm cho là đây là cái thùng A đi. À, đây là cái thùng A và đây là cái thùng B. Đó. Thì đối với cái thùng A thì là mình sẽ cho trọn vẹn là một bao 25 kg canxi nitrat. Oh. À. Và ngoài ra không có thêm bất cứ cái phân gì nữa. Đó. Rồi còn bên cái tăng B á, bên cái tăng B là ở đây. Bên cái tăng B ở đây á, thì là mình sẽ sử dụng á, là trong cái giai đoạn như hiện tại đây này, hiện tại á, là cây nó đã vừa nuôi trái và vừa phát đọt á, thì mình sẽ sử dụng á, là 20 kg Cytovita Sweet Pepper hay còn gọi là lẩu ớt. Đó. Cùng với đó là sẽ cho thêm á, là 3 kg cho đến 4 kg là cái KNO3 đó. Thì như vậy thì nó sẽ đáp ứng được đầy đủ cái quy trình canh tác đó. Vào cái tùy vào cái thời tiết mà mình sẽ điều chỉnh cái chỉ số EC cho nó phù hợp ha. Đó. Thì như mọi người có thể là nhìn thấy cái này ngắt đi ha. Thì như mọi người có thấy là đây là cái dung dịch mẹ mà của cái tăng B, tức là cái tăng lẩu ớt và KNO3 này. Đó. Thì là cái sản phẩm nó có cái màu đỏ, đây là chính là cái màu của cái che lát sắc 6 ha. Đấy. Đó. Và sản phẩm tan hoàn toàn trong nước và không có bị là ngưng tụ ha. Đó. Ok. Rồi. Thì nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm một cái chương trình mà canh tác ở trên giá thể đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, thì có thể vui lòng liên hệ với Funo và đội ngũ Funo Farm để được tư vấn tận tình và chu đáo nhé. Yeah. Dạ đây.